Các bạn biết đây là gì không? Đây là hộp xăng SR. Cái hộp xăng này là dành cho xe chia nha. Mấy bạn này chạy xe chia, bô xăng lửa nè, xe zin bô xăng lửa, hoặc là bài 68 rồi đó, 65-68 rồi đó là đi xài được hết. Các bạn nghe tiếng xé hộp xăng không? Quá đã. Đây là hộp SR36. Đây, các bạn thấy xem nha. Ở đây là 36 đường kính đó. Cái này sử dụng cho Starcia và Rider FI nha các bạn. Đó, hộp SR. Ở đây nó sẽ có logo SR các bạn thấy không? Đấy, thì cái hộp này tháo ra gắp vô như zin TBS. TBS của Rider gắn lại đây. Dây ga gắn ở đây. Còn cái này, cái này là chỉnh ganti nha bạn. Các bạn chỉnh ganti bằng cách nhận cái này. Đó. Đơn giản vậy thôi. Họng xăng thì chỉ đơn giản như vậy thôi bạn. Thay vì chúng ta lấy cái họng zin cho người ta móc. Mà họng zin móc thì nó cũng không có móc được tới bê lớn gì đâu nha bạn ha. Họng zin nó không móc được tới 36 đâu, zin nó chỉ có 32 thôi. Chút xíu lên 36 là nhiều lắm nha bạn ha. Đó. Và nó không có chuẩn. Thay vì đó chúng ta mua cái họng xăng có sẵn. À, đây họng SR. Sa chia. Quá đã. Các bạn nào chạy xa chia mà nghiên cứu vô xăng lửa thì chắc chắn là phải đã từng nghe tới cái hộp xăng này rồi.